Những ngày qua, sóng yên biển lặng, nhiều tàu đánh bắt của ngư dân tỉnh Khánh Hòa đã may mắn trúng đậm cá mối biển. Cá mối biển là loại cá có thịt trắng, thơm và rất ngọt, được người tiêu dùng ưa thích nên sản lượng đánh bắt được đều được tiêu thụ nhanh chóng. Những ngày này, cảng Vạn Giả tấp nập cảnh các tàu đánh bắt cá mối trên vùng biển Nam Vịnh Vân Phong trở về, còn bạn hàng thì hối hả thu mua, phân loại để kịp đưa đi tiêu thụ ra các chợ đầu mối trong tỉnh. Với giá bán cho bạn hàng, mối lái ngay tại cảng chỉ trên dưới 25.000 đồng một ký, nhưng do trúng đậm, đánh bắt được bao nhiêu đều bán hết bấy nhiêu, nên ngư dân rất phấn khởi.